Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy mình đi. Điều chúng tôi đã nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Và người nói tiếp: Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà góa trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng lại được sai đến bà góa tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Chúa Giêsu quay trở về quê hương của mình trong lẫy lừng danh tiếng, và người đồng hương đón tiếp Chúa Giêsu trong ngưỡng mộ, trong thán phục. Họ mong chờ Chúa Giêsu làm phép lạ, và họ không được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận lời của tiên tri Isaiah: Hôm nay ứng nghiệm lời các ngươi vừa nghe. Lý do đơn giản là họ có thành kiến, và họ nghĩ rằng họ biết Chúa Giêsu quá rõ. Vì thế, khi Chúa Giêsu nói đến chuyện vâng lời, khi kể ra hai cái ví dụ, một bà góa ở Sarepta, Sidon, và một ví dụ về người phong cùi Naaman của xứ Syria, thì họ đã phẫn nộ. Chúng ta thấy, chúng ta nhớ lại, khi mà nói về chuyện bà góa ở Sarepta thời tiên tri Elia, nạn đói kéo dài 3 năm 6 tháng, và tiên tri đã đến với bà góa ở Sarepta, nói với bà là làm bánh cho ông ăn với. Bà góa không có lý luận gì cả. Bà có thể lý luận được chứ, lấy gì bảo đảm là dầu với lại bột có thể còn mãi được? Nhưng bà đã lặng lặng làm bánh để cho tiên tri Elia và cho hai mẹ con của bà ăn. Rồi ông Naaman người xứ Syria, khi được yêu cầu xuống tắm ở sông Jordan, ông đã biện minh: Tại sao tôi lại phải xuống đó chứ? Ở Syria có đầy sông đẹp hơn, sạch hơn. Thế nhưng khi ông được giải thích,
và ông vâng lời xuống sông Trọ Đạn để tắm thì phép lạ đã xảy ra. Có nghĩa là người ta chờ đợi phép lạ bằng lòng của mình chứ không phải là ý của Thiên Chúa. Trong cuộc sống của chúng ta cũng nhiều khi chúng ta đặt vấn đề, tại sao cái phép lạ đó, tại sao những sự kiện trọng đại đó nó không xảy ra thường xuyên trong cuộc đời của mình nhỉ? Tốt hơn chúng ta thường cần phải đặt vấn đề, những sự kiện mà Chúa đưa, Chúa đẩy, Chúa cho xảy đến trong cuộc đời của mình đó, nhiều khi nó vô lý, nhiều khi khó hiểu quá đi, nhưng tôi có vâng lời, tôi có làm theo thánh ý của Chúa không? Ngay những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời riêng tư của mình cũng có nhiều chuyện chúng ta muốn theo ý của mình hơn là ý của Chúa. Và chúng ta biết nếu theo Chúa thì chúng ta cần phải làm gì rồi.